Trong hai ngày làm việc, lãnh đạo hơn 20 bộ ngành của cả hai nước sẽ thảo luận và tham vấn về một loạt các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và tài chính. Các cuộc thảo luận chiến lược sẽ do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì, trong khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew chủ trì các cuộc thảo luận về chủ đề kinh tế tài chính. Phát biểu tại phiên khai mạc đối thoại, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, dù giữa hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng, nhưng Washington và Bắc Kinh có thể tìm ra giải pháp có lợi cho cả hai bên, thông qua các biện pháp hợp tác, đối thoại thẳng thắn và đáng tin cậy. Quan hệ Mỹ-Trung đang và sẽ là sự đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác. Hai nước có lợi ích chung trong việc bảo vệ các loại hàng hóa công cộng và quy tắc quốc tế. Chúng ta đều được hưởng lợi từ tự do hàng hải và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở. Điều này sẽ trở thành một nhu cầu rõ rệt và phụ thuộc vào cách tiếp cận của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, cũng như cách thức phối hợp Mỹ-Trung để thúc đẩy lợi ích chung. Về phần mình, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương nhấn mạnh, đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 5 diễn ra đúng vào thời điểm khởi đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, với việc thực hiện cam kết mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng trước tại Mỹ. Đó là hướng tới mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới, theo hướng tăng cường hợp tác. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình nghị sự, giới chức hai nước cũng sẽ trao đổi quan điểm về vấn đề an ninh mạng, các vấn đề nóng của khu vực và thế giới như tình hình bán đảo Triều Tiên, Syria, chương trình hạt nhân của Iran và những diễn biến mới tại khu vực Trung Đông Bắc Phi.